Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bó quà một cách đơn giản và hiệu quả. Siêu nhanh nhé các bạn nhé. Rồi. Đây. Đầu tiên là các bạn sẽ tuốt nơ trước nhé. Tuốt nơ này. Cho giỏ vào trong túi bóng này. Rồi. Và đây sẽ làm nhiều như thế này. Và sau đây các bạn sẽ nhìn mình bó trong vòng rất là nhanh nhé. Đây, Hưng cầm này, giữ như này cho chú nhá. Quay cho chú nhá. Cầm hai tay. Rồi, quay cho chú nhá. Này đây nhá. Rồi. Đây. Cứ quay đấy. Rồi. Đây các bạn nhìn sẽ là siêu nhanh này. Mình sẽ bó quà siêu nhanh nhá. Xếp hết tất cả các thứ ở đây này. Mà đủ các loại, không thiếu cái gì. Đầu tiên là cà phê phố này, trà chanh này. Tiếp theo là bánh kim phát tài này. Cô sửa tay vào. Kẹo này. Anh em bóc hết giá rồi nhé. Rồi. Chè này. Bó quà là sẽ không cần băng dính và không cần mà vẫn sẽ đơn giản hiệu quả luôn. Đấy, rồi thêm một bánh nữa này các bạn. Xong, thế đây là bó quà mình đã hoàn chỉnh rồi các bạn nhé. Bó nơ đây, buộc nơ sẵn rồi này, quấn là bó. Nếu mà các bạn muốn đẹp thì để cho một bức bó luôn cả cái túi bóng một bức này vào này. Đấy, rồi. Đây, đây là giỏ quà đã hoàn chỉnh nhé các bạn ạ. Đây là giỏ quà này mình đang bán là 200, hơn 200 một tí thôi. Rồi. Đấy, mình đóng tất cả các mẫu là giống nhau. Rồi, đây các bạn này. Đấy, các mẫu là giống nhau hết này. Đấy, rồi. Ok, nếu mà ai mà đặt hàng giỏ quà hay là muốn đặt giá bao nhiêu cũng được nhé các bạn nhé. Từ hơn 100, tầm 120 đến 1 triệu mình đều đóng được hết nhé. Rồi. Chào tất cả mọi người đã xem.